Sống gấm Nhật qua giấy xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay shop sẽ lên một số sản phẩm phục vụ cho mục đích sưu tập và gia dụng. Quý khách mua hàng xin vui lòng chọn mã sản phẩm là chữ H có số đứng liền kề. Số phía sau là giá của sản phẩm, xin lưu ý giá chưa bao gồm phí ship. Quý khách liên hệ với shop qua số điện thoại 0979 637 554. Quý khách có thể gọi hoặc nhắn tin bằng số Zalo hay số di động. Do trang của shop là trang cá nhân, cái phần bình luận á, nó sẽ không được hỗ trợ. Cho nên có những anh chị bình luận chọn sản phẩm qua cái phần bình luận á, thì có thể là bên máy các anh chị sẽ nhìn thấy, nhưng mà bên máy của shop á, sẽ nhận được rất là chậm. Đôi khi là vài chục phút hoặc là vài tiếng sau mới nhận được. Nên shop sẽ ưu tiên cho những anh chị chọn sản phẩm qua cái số Zalo hay là số di động. Shop sẽ up video vào khoảng 11 giờ mỗi ngày, chủ nhật nghỉ. Quý khách vào xem video xin vui lòng nhấn like, đăng ký và chia sẻ để nhận được những thông báo mới nhất về những video mới. Xin trân trọng cảm ơn. Shop sẽ sản phẩm đầu tiên đó là một cái bộ ly gốm mộc rất là đẹp. Gốm mộc là chúng ta hay gọi chung về những cái dòng gốm mộc mạc không phủ men của Nhật. Cái dòng gốm này thì nó thuộc cái dòng Shigaraki cùng với Bizen. Đây là một trong những cái dòng gốm cổ của Nhật mà trong lịch sử hàng ngàn năm của mình nó không hề phủ men. Cái màu sắc và cái hoa văn trên gốm đó là nó tổng hòa của những cái khoáng trong đất, cái vớt tro than và nhựa thông cùng với cái nhiệt độ và vị trí của sản phẩm trong lò nung mà nó tạo nên cái màu sắc và cái hoa văn khác nhau. Ở đây chúng ta thấy này, giống như trên cái bộ này thì mỗi sản phẩm chúng ta thoạt nhìn thì nó có vẻ giống, nhưng mà thật ra cái màu sắc hay cái hoa văn nó đều khác nhau cả. Đây là những cái sản phẩm được chế tác hoàn toàn thủ công, mỗi cái sản phẩm là một cái tác phẩm độc bản. Cái dòng này rất là nhiều cái có những cái sản phẩm mà chúng ta rất là dễ lầm đo so nó với Bizen. Ở Nhật thì hai cái dòng Bizen và Shigaraki thì cái giá trị nó như nhau. Đây nó có truyện ký tay của nghệ nhân âm vào trong cái cốt gốm. Cái điểm dễ phân biệt nhất giữa Shigaraki á và Bizen là trong cái cốt gốm của Shigaraki nó có lẳng những cái hạt sỏi nhỏ, nó tạo nên cái bề mặt xù xì và gồ ghề. Ngoài ra thì thường á, những cái sản phẩm của Shigaraki đó nó thường có cái màu đỏ cam do thành phần khoáng nó có nhiều oxit sắt. Ly này nó cao 5.7, đường kính là 6.3, cái đường kính miệng nhỏ hơn tí. Mã sản phẩm là H1, giá 60k trên cái. Shop có bán lẻ nha, các anh chị có thể chọn chọn cả bộ hoặc là chọn lẻ. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái tô men lam xưa rất là đẹp. Những cái sản phẩm này nó mang cái nét đặc trưng của Nhật nè. Dòng sản phẩm này nè, nó nằm thường trong cái giai đoạn Meiji đó, nó thể hiện cái tinh thần dân tộc của người Nhật. Những cái nét đặc trưng chứ họ muốn thoát trung trong cái giai đoạn này về văn hóa, đặc biệt là về gốm sứ đó. Cho nên chúng ta thấy những cái sản phẩm này nó mang cái nét đặc trưng của người Nhật. Ở đây trong lòng nó có những cái nốt ruồi này là do cái vết oxit sắt trong cái khoáng nó tạo nên, vành nó phủ cái men màu nâu. Ở đây cái cốt rất là già, cốt của sản phẩm này rất là già, cực kỳ già. Cao 4.5, đường kính là 15, và sản phẩm là H2, giá 130k trên cái, shop có 2 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ ly gốm rất là đẹp, cái bộ ly gốm nhỏ rất là đẹp. Cái bộ này thì ở Nhật á, nó là những cái ly rượu. Nhưng mà về Việt Nam thì nó rất là phù hợp với cái cỡ của cái trà Việt. Cho nên đa số các anh chị mà uống trà đó thường rất là thích những cái ly nhỏ này nè. Cái ly gốm mộc nè. Trên thân nó phủ men rạng Celadon. Và nó vẽ hoa với cái phong cách rất là ngẫu hứng, cực kỳ tinh tế.
Đây, chúng ta thấy bên này có một đóa hoa lớn, bên đây một cái đóa hoa nhỏ. Trên cái thân ly này nó được ấn lõm, khi chúng ta cầm nó chúng ta để ngón tay vào nó rất là chắc chắn. Ngón tay ta ấn vào cái vết lõm đó đó. Đáy nó có truyện truyện ký tay âm vào trong cái cốt gốm nó rất là rõ ràng. Ở đây cái ánh sáng đó cho nên nó không rõ được như thực tế. Đây là những cái sản phẩm thủ công, được chế tác thủ công rất là tinh xảo, công phu. Cốt dày nặng, men cực chất. Cao 4, đường kính là 5.3, mã sản phẩm là H3, giá 120k trên bộ. Bộ nó có 4 cái. Tiếp theo cũng là một cái bộ ly gốm mộc rất là đẹp, với cái kiểu men rất là độc đáo. Cái bộ này thì nó kích thước nó to hơn cái bộ ly vừa rồi một tí thôi, nó rất là phù hợp với cỡ trà Việt này. Cực kỳ hợp luôn, phủ men rất là độc đáo. Cốt dày nặng, những cái ly gốm của Nhật thì cốt cái dày nặng, men rất là đẹp. Cao 4.3, đường kính là 5, sản phẩm là H4, giá 120k trên bộ 4 cái. Tiếp theo là cái siêu phẩm, một cái dĩa sứ xưa rất là đẹp. Có thể nói dĩa này là dĩa cổ nè. Cái dĩa này cái dáng nó là cái dáng lục giác. Đây là cái sản phẩm nó thuộc cái dòng Kenji. Kenji là nó nằm vào cái khoảng thời gian từ năm 1760 đến năm 1868 đó, trước giai đoạn Minh trị, trước giai đoạn Meiji. Đây là cái dòng sản phẩm rất là sâu tuổi, từ năm 1760 đến năm 1868, rất là sâu tuổi. Dĩa này nó nhỏ nhưng mà nó rất là đẹp, nó vẽ cái sơn thủy và hoa rất là đẹp, họa tiết được vẽ thủ công rất là công phu, cực kỳ tinh xảo. Đây là cái ấn tượng của cái dòng Kenji. Dĩa này đường kính 11 năm, mã sản phẩm là H5, giá 200k. Sản phẩm rất là đáng để sưu tầm. Tiếp theo là một cái sản phẩm rất là độc đáo, một cái ly gốm Sino hỏa biến rất là đẹp. Hỏa biến tức là biến đổi do tác động của lửa. Cái ly này bên ngoài rất là to, nó nhỏ hơn cái cốc bia một tí. Cái dáng rất là độc đáo. Ở đây chúng ta thấy cái dáng nó gồm hai phần, một phần thân dưới, một phần thân trên, nó được thắt cái eo. Trên thân nó vẽ cái cây trúc, họa tiết nó được vẽ thủ công với cái thủ pháp rất là phóng khoáng. Cây trúc trong cái quan niệm phương Đông thì nó tượng trưng cho cái người quân tử. Trúc quân tử, tùng trượng phu. Bizen là, xin lỗi, Sino là một cái dòng men, nó mang cái vẻ rất là đặc trưng và vô cùng độc đáo. Cái ly này nó được chế tác thủ công, cốt dày nặng. Cái ly này các anh chị trưng bày hoặc là dùng làm cái ống cắm bút đó thì rất là hợp. Ly này nó cao 11, đường kính là 8, mà sản phẩm là H6, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái thố men lam xưa rất là đẹp. Những cái thố này nó thuộc cái dòng Arita. Đa số những cái thố này nó nằm trong cái giai đoạn Meiji, tức là Minh trị, khoảng tầm năm từ năm 1868 đến năm 1903. Thố này nó vẽ sơn thủy rất là đẹp, cái màu men lam cực đẹp. Cốt rất là già. Này cái bụi xốp chưa có lau sạch. Ở đây chúng ta thấy cái thời gian nó tác động lên cái lớp men bóng này, rất là sâu tuổi. Vành nó có vết tóc khoảng 1 cm, vành của nắp đó.
chén vẽ họa tiết với cái màu men lem rất là đẹp luôn. Đây là cái vết mẻ rất là cũ rồi. Cái bên nó có vết tóc nhẹ. Ở chân nó cũng có cái vết mẻ cũ nè. Thố này nó sâu tuổi. Cốt sứ và nước men rất là đẹp. Thố này cao 9. Đường kính là 11, mã sản phẩm là H7 giá 150k. Tiếp theo là một cái dòng sản phẩm rất là độc đáo. Cực kỳ độc đáo. Một cái bộ dĩa gốm Celadon. Xin lỗi, dĩa sứ Celadon. Cái dòng này các anh chị chơi đồ xưa, đồ cũ, đồ cổ đó hay gọi là cái dòng Đông Thanh. Dòng Đông Thanh. Cái dòng này thì nó là cái dòng Setoya của Nhật nè, xứ Seto, một trong những cái sản phẩm rất là đặc trưng và nổi tiếng của Nhật. Nó khoảng từ cuối thế kỷ 19 đến khoảng là thập niên 20. Đây là cái dòng Setoya. Trên thân nó vẽ một cái giỏ hoa. Với những cái đóa hoa mà chúng ta thấy những cái đóa hoa màu trắng đó là nó được vẽ bằng men nổi, nó tạo điểm nhấn rất là độc đáo. Cái màu men ngọc rất là đẹp, men rất là sâu. Dưới trôn này chúng ta thấy cái màu cam đó, và cái vết cái oxit sắt nó tạo nên một cái dĩa thì nó có cái vết giống như cái vết lỗi lò nó gần giống cái vết mẻ nhưng thật ra nó là cái vết lỗi lò. Cái dĩa này thì nó lành tích, rất là hiếm gặp những cái sản phẩm mà nó còn lành đẹp như thế này. Dòng này men rất là đẹp. Đường kính là 10.5, mà sản phẩm là 8, giá 120k trên cái, shop có 5 cái. Những cái sản phẩm đó thì shop có thể bán lẻ. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ chén gốm rất là đẹp. Cái bộ này nó có thể làm chén cơm, ngoài ra nó có thể làm chén trà dùng trong trà đạo, tức là cái chao quan đó. Cái kiểu men nó rất độc đáo, bên dưới là cái men nâu, màu men nâu của gốm, ở trên nó phủ cái men men màu đỏ đỏ nhạt rất là độc đáo, ở trong nó phủ men bóng, màu men rất là tinh tế. Đáy có truyện ký phủ men, cốt dày nặng, cốt rất là dày nặng. Những cái này nè mà các anh chị đó, chúng ta ở thực tế đó, nó sẽ đẹp hơn trên video và nó độc đáo hơn những cái theo shop nhận thấy thì nó độc đáo hơn những cái chén men lam hoặc là những cái chén sứ chúng ta thường gặp rất là nhiều. Dòng này thì nó rất là hiếm. Chén này nó cao 6. Đường kính 11, mã sản phẩm là H9, giá 80k trên cái, shop có 2 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chén sứ xưa của Nhật. Chén này dáng nó cao thách, rất là đẹp. Cái chén này nó giống như cái dòng men lam vậy đó. Nhưng mà trong cái giai đoạn này người Nhật đó, họ có những cái thử nghiệm hoặc là những cái phong cách nó mang cái nét đặc trưng của người Nhật. Cho nên là thay vì họ không vẽ bằng cái men lam mà họ vẽ theo cái kiểu mà men men màu đen, nó giống như là những cái bức tranh thủy mặc vậy đó. Thủy mặc tức là mực nước, với cái màu giống như cái màu mực mực đen luôn, màu mực tàu đen đó, rất là đẹp. Trên thân nó vẽ những cái cây đào, cây phong, cây tùng và cái một cái ngôi chùa thấp thoáng trong những cái rừng cây.
Họa tiết nó được vẽ tay rất là tinh xảo, cốt rất là già. Lòng trong của cái chén này nè, vành trong này nó có cái vết mẻ nhẹ, không ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ hay là chức năng. Chén này nó cao 6.5, đường kính là 10, mã sản phẩm H10, giá 120k. Tiếp theo đó là một cái chawan. Chawan là tiếng Nhật. Chawan là tiếng Nhật, tiếng Việt chúng ta gọi là chén trà, nhưng mà chén trà này nó dùng trong trà đạo của Nhật á, trà đạo tức là cha đô. Cái trà đạo Nhật thì họ không sử dụng những cái loại ấm hay là những cái ly. Ở trong miền Nam gọi là cái ly, ở miền Bắc anh chị gọi là những cái ấm hay là những cái bộ ấm hay là những cái chén mà đi trùng cùng với cái những cái ấm đó mà chúng ta thường hay gặp, mà họ sử dụng những cái chawan này. Cái chawan này thì trà họ sử dụng là cái trà matcha, tức là những cái đọt trà non được xay nhuyễn ra thành bột, và nó được đánh bằng cái cây đánh trà ở trong chính cái chén này và dùng luôn trong cái chén này. Cho nên cái ở chawan ở Nhật đó, cái chawan nó có cái vị trí rất là trang trọng. Cái chén này nó phủ men rất là độc đáo, phủ men nhìn rất là ấn tượng. Đây chúng ta thấy nè, cực kỳ ấn tượng. Những cái chén này nè, bên ngoài chúng ta thấy nó đẹp hơn trong video, độc đáo hơn trong video rất là nhiều. Do cái góc quay của máy đó hoặc là ánh sáng nó không thể nào thể hiện được cái kiểu men mà nó rõ ràng được giống như cái đôi mắt của chúng ta. Những cái chén này nè, nó được chế tác hoàn toàn thủ công. Và ở Nhật đó thì cái chawan nó được rất là được có cái giá trị rất là cao trong cái đời sống tinh thần của người Nhật. Người ta ví von có những cái chén đó đáng giá bằng cả những cái gia bài. Chén này nó cao 9, đường kính miệng là 12, đường kính thân là 12 năm, mã sản phẩm là H11, giá 150k. Và chúng ta thấy cái chawan đó thì nó thấp thoáng, nó mang cái dáng của cái bát trong cái Phật giáo đó. Do Phật giáo cái trà đạo là nó liên quan mật thiết với thiền tông. Người Nhật họ tiếp cận đạo Phật và trà đạo từ Trung Hoa, nhưng mà họ phát triển theo cái hướng rất là độc đáo, theo hướng riêng của họ. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái dĩa sứ, hai cái dĩa ngũ sắc xưa, hai cái dĩa imari. Nó mang cái phong cách rất là đặc trưng của Nhật. Nó vẽ cái tán tục, ở giữa là cái hoa cúc cách điệu. Họa tiết này nó được vẽ tay đáy, nó có cái truyện xưa, cái truyện Arita xưa. Ở vành ngoài nó vẽ cái hoa văn rất là ngẫu hứng. Cốt rất là già. Dĩa này đường kính của nó là 11 năm, mà sản phẩm là H12, giá 150k trên cặp. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa tạo hình chiếc lá rất là độc đáo. Cái dĩa tạo hình chiếc lá rất là độc đáo. Cái dĩa này nè, các anh chị có thể dùng nó giống như một cái dầm trà. Sử dụng nó giống như cái dầm trà vậy. Chúng ta để cái ấm vào này nè, chúng ta làm nóng cái ấm trước khi pha trà, tạo hình cái chiếc lá với cái màu men rất là tinh tế. Sản phẩm này nó được chế tác thủ công, tinh xảo và công phu. Chúng ta thấy ở dưới chân nó nè, dưới đáy nó đó là ba cái chân được tạo hình rất là công phu, màu men rất là đẹp, đáy nó có ấn tượng của nghệ nhân. Thấy ba cái chân nè. Cái dĩa này ngoài ra đó, một số anh chị mà chơi bonsai đó, sử dụng nó như một cái chậu bonsai thì rất là độc đáo, cực kỳ độc đáo. Cao 5, dài 22.5, rộng 16, mã sản phẩm là H13, giá 120k.
Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái thố ngũ sắc xưa. Hai cái thố ngũ sắc xưa, tiếng tiếng Anh nó gọi là emery, do những cái sản phẩm mà ngũ sắc của Akita đó từ cuối thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20 mà xuất khẩu sang cái thị trường châu Âu hoặc là Mỹ đó, thì nó từ cảng Imari, cho nên trong tiếng Anh nó gọi là Imari, thật ra nó là Arita cổ. Cái dòng này là cái dòng chữ cổ. Cái dòng này nó nằm trong cái giai đoạn Meiji, tức là Minh trị khoảng từ năm 1868 đến năm 1903. Trên nắp nó có cái ấn truyện hình đóa hoa lan. Nó vẽ cái cọi hoa đào rất là đẹp, họa tiết nó được vẽ tay. Những cái đó hoa và chiếc lá màu xanh đó được vẽ bằng men nổi. Chúng ta thấy cái màu vàng này nè, là vàng thật. Nghệ nhân họ dùng vàng thật đó, họ vẽ trên cái nền men đỏ rất là đẹp. Cốt rất là già. Cái vành này nè, nó được viền vàng nhưng mà trải qua cái thời gian rất là lâu, hơn 100 năm, cho nên nó vàng nó bắt phai đi. Cốt rất là già luôn. Ở đây chúng ta thấy những cái nốt ruồi nè, là oxit sắt đó trong khoáng mà nó tạo nên. Vẽ rất là công phu. Đáy chúng ta thấy cái hoa văn đặc trưng nè, hoa văn hình cánh hoa cúc. Rất là đẹp. Hai cái gì ha? Hai cái thố này nè, sâu tuổi. Hàng chuẩn cổ. Chén này nó cao 900 năm, cái thố này cao 900 năm. Đường kính của cái chén đó là 11.7, đường kính của cái nắp là 13. Và sản phẩm là H14, giá 150. Này lộn rồi. Thố này nó cao 900 năm, cái thố này nó to hơn cái bát cơm. Đường kính là 11 năm. Cái đường kính của nắp là 10 12.8 gần 13, mà sản phẩm H14 giá 300k trên cái. Cái nhãn giá vừa rồi là nó bị nhầm, bị lộn. Tiếp theo là một cái bộ sản phẩm cũng rất là độc đáo. Cái bộ sản phẩm sứ, chúng ta các anh chị mà chơi đồ xưa hay gọi là cái bộ hạt dưa. Cái bộ này là nó thuộc cái dòng sứ của cảnh đức trắng của Trung Hoa, Trung Quốc đó. Cảnh đức trắng là một cái địa phương, một cái vùng sản xuất gốm rất là nổi tiếng của Trung Quốc. Nó nổi tiếng bắt đầu từ trước, nó có từ trước cái thời khoảng thời Thanh Lặng, trước thời Thanh Lặng, nhưng mà nó nổi tiếng nhất đó là vào cái giai đoạn Càn Long mà du xưng ở phương Nam, và nó từ đó nó trở nên một trong những cái địa phương rất cực kỳ nổi tiếng về chế tác gốm sứ. Cái dòng này nó đặc trưng bởi những cái họa tiết thấu quang hình hạt dưa. Cho nên các anh chị chơi hay gọi là cái dòng hạt dưa hay là hạt gạo, lòng nó vẽ hoa cúc tượng trưng cho sự may mắn, xung quanh nó vẽ hình con dơi, tức là chữ phúc đó, đọc là chữ phúc. Ở trên này nó vẽ cái những cái mặt trời và cái họa tiết thấu quang. Đây, chúng ta nhìn cái trôn nè, dòng này nó là cái dòng xưa nha, chứ không phải là cái dòng mới. Có một cái thì ở dưới này nó có vết lõi lò chứ không phải là vết rạn nha, ở trên không có, cho nên nó không ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay là chức năng.
Dĩa này là đường kính 15, mã sản phẩm là 15, giá 120k trên cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tước men lam rất là đẹp. Tước này thì cái dáng rất là hay, cái dáng lục giác. Trên thân nó vẽ những cái họa tiết hoa dây nhìn rất là tinh tế. Họa tiết nó được vẽ trong ngoài rất là tinh xảo, đặc biệt là cốt nó rất là dày, cực nặng. Cốt rất là dày các anh chị, cực nặng. Cốt sứ rất là tốt. Cao chính, đường kính là 12 năm, mã sản phẩm H16, giá 250k. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái bình hoa hai cái bình hoa đắc nung. Dáng rất là hay, trên thân nó tạo hình cái hoa văn nhìn rất là độc đáo. Này thì bên ngoài cái màu nó không có đậm trong cái video. Cái video này nó bị ánh sáng á. Màu bên ngoài nó thanh hơn. Bên này nó được chế tác rất là công phu, cốt dày nặng. Chúng ta này khắc rất là công phu. Bình này nó cao 16, đường kính miệng là 7.5, hơn 7.5. Dòng thân là 48 năm, mã sản phẩm là H17, giá 250k trên cái. Tiếp theo là một cái khai sứ rất là to. Cái khai sứ của cái dòng Arita, khai này rất là to luôn. Cái dáng vuông. Khai này cái dáng vuông. Cái dòng này thì cái men và cái cốt sứ rất là tốt anh chị. Dòng này là một trong những cái dòng mà nó với những cái sản phẩm đặc trưng là những cái khai, những cái tô vuông. Lòng nó vẽ cá và những cái cành thủy sinh, những cái cành rong thủy sinh. Trong cái văn hóa phương Đông á, thì cá, tôm nó tượng trưng cho sự may mắn và trôi chảy, hanh thông. Cái này nè, ở ngoài nó rất là đẹp, màu men, cốt sứ rất là đẹp. Do cái nó to đó, shop phải quay ở xa cho nên nó không có rõ được cái màu men và cái cốt sứ, ánh sáng nó có thiếu. Nên nó không đẹp được như thực tế. Ấn tượng của dòng Arita, xung quanh đó nó có vẽ hình tôm và cá, cốt rất là dày nặng. Tiếng gõ nó đanh như kim loại vậy đó. Cái khai này nó cao 5, nó rộng là 27, mã sản phẩm là H18, giá 450k. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái cốc bách hoa. Hai cái cốc bách hoa. Bách hoa là cái dòng rất là đặc trưng của Kutani, một trong những cái dòng đẳng cấp của Kutani. Nó đặc trưng bởi những cái họa tiết nó được vẽ là bách hoa, tức là nhiều loại hoa, 100 loại hoa đó, có nghĩa là nhiều loại hoa. Họa tiết nó được vẽ vàng. Toàn bộ họa tiết đều được viền vàng, rất là đẹp. Chúng ta thấy nè, cái quai nè, nó được mạ vàng, rất là dày luôn. Và chúng ta biết những cái sản phẩm mà sử dụng vàng và bạc đó, tức là hai cái loại kim loại quý đó, thì là những cái sản phẩm rất là cao cấp và có giá trị.
nó đòi hỏi cái kỹ thuật rất là khó. Hiện nay thì Việt Nam chúng ta cũng ở những cái gốm sứ Việt Nam đó, những cái dòng gốm sứ cao cấp Việt Nam cũng đã bắt đầu áp dụng vẽ vàng trên sản phẩm, nhưng mà về kỹ thuật đó thì chúng ta chưa có bắt kịp với người Nhật, những nghệ nhân Nhật Bản hoặc là những cái người gọi là đỉnh cao trong việc vẽ vàng trên những cái sản phẩm gốm sứ. Họ nổi tiếng từ khoảng thế kỷ 17 rồi, với những cái sản phẩm mà Satsuma, Kutani. Cốc này nó cao 5,7. Cái đường kính miệng nó là 6, đường kính đáy nó to hơn tí. Đường kính đáy nó là 7, mã sản phẩm là H19, giá 200k trên cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái khai sứ rất là đẹp. Cái khai này là một cái khai mang lam, nó thuộc cái dòng Kozan. Kozan là một cái phân nhánh trong cái dùng Arita, nó thuộc cái dùng gốm Arita. Kozan là một cái dòng rất là nổi tiếng, chúng ta hay gặp những cái sản phẩm mang lam hoặc là ngũ sắc. Họa tiết này nó được vẽ rất là đẹp, vẽ toàn bộ trong lòng, bên ngoài thì nó vẽ hoa dây. Kozan là cái dòng sứ rất là tốt. Đây, đây là ấn tượng của cái dòng Kozan. Khai này cao 5, rộng 25, mã sản phẩm là H20, giá 350k. Theo đó là một cái bình, một cái bình hoa Sipo. Cái bình này thì quay cái máy ngang thì nó hơi không có thể hiện được cái dáng của cái bình. Bình này là cái bình, cái size to nè. Những cái bình Sipo, Sipo là tiếng Nhật, tiếng Việt chúng ta gọi là Pháp Lam đó. Cái bình Sipo của Nhật đó thì cái màu này là cái màu xanh ngọc, bên ngoài cái màu xanh nó đẹp hơn các anh chị, nó nhìn nó thanh, nó giống như cái màu xanh của ngọc bích vậy đó. Còn đây trên trên video là nó bị ngã cái màu sang, nó bị lệch màu do cái ánh sáng của đèn, nó không có đẹp được như ở thực tế. Các anh chị nào mà ở ngoài đó đã từng gặp những cái dòng này thì sẽ biết rõ nè, cái dòng này là một trong những cái dòng sản phẩm rất là cao cấp của Nhật nè. Sipo hoặc là Pháp Lam đó thì nó là cốt đồng, cốt đồng và nó được tráng men. Pháp Lam thì rất nhiều nước trên thế giới có, những cái quốc gia Trung Đông, Trung Quốc và Việt Nam chúng ta đó thì thời Nguyễn cũng rất là nổi tiếng với cái Pháp Lam cung đình. Hiện nay thì một số nghệ nhân ở Huế đó họ đã phục dựng lại được. Và người Nhật đó thì là một trong những cái quốc gia được các nhà sưu tầm cũng như các nhà mà nghiên cứu trên thế giới đánh giá rất là cao về cái kỹ thuật chế tác Pháp Lam. Cái điểm khác biệt giữa Pháp Lam của Nhật và Pháp Lam của Việt Nam hay Trung Quốc đó là Pháp Lam của Trung Quốc hay Việt Nam chúng ta thấy những cái cốt đồng nó được lúa ra bên ngoài, riêng cái Pháp Lam của Nhật đó thì cái phôi cái bình này nè bằng đồng. Sau đó thì những cái họa tiết, chúng ta thấy họa tiết của hoa dây này nè là họ được được họ đó tạo thành những, từ những cái sợi đồng rất là nhỏ, họ tạo hình nên cái hoa này, cái hoa văn này nè. Sau đó là họ mới phủ men, họ phủ men từng phần. Và cuối cùng là những cái lớp men màu xanh và lớp men bóng, cho nên nó gọi là ám họa nè, tức là vẽ ẩn, tức là họa tiết được vẽ ẩn bên trong. Cho nên cái Pháp Lam của Nhật đó nó kết cốt nó rất là nặng, men nó phủ cả bên trong nè.
Đây, chúng ta thấy cái ấn triện của cái dòng pháp lam là nổi tiếng của Nhật nè. Đây, cái ấn triện này nè. Cốt rất là nặng. Cái bình pháp lam của Nhật thì bình này là cái size to nè. Nó có cái size nhỏ hơn. Bình này nó cao 24, là cái bình size to, size chuẩn. Đường kính miệng là 7.2. Xin lỗi, 7.8. 7.2 à. Dòng thân là 39, mã sản phẩm là H21, giá 1.150.000. Chúng ta biết những cái dòng pháp lam của Việt Nam chúng ta hiện nay đó, nó cực kỳ đắt đỏ. Và ngay cả pháp lam của Trung Quốc cũng vậy, đây là một cái dòng sản phẩm cực kỳ khó chế tác. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình hoa, một cái bình hoa gớm, một cái bình sera-lông. Đây là một trong những cái dòng rất là đặc biệt nè, cái dòng này rất là hiếm gặp. Mỗi sản phẩm là một cái tác phẩm độc bản. Cái kiểu men này nè các anh chị, cái kiểu men này, đây là cái dòng sera-lông rất là độc đáo. Mỗi sản phẩm là một cái tác phẩm độc bản. Chúng ta thật nhìn chúng ta thấy đó, nó có vẻ nó giống nhau, nhưng mà khi mà chúng ta để lại gần đó thì không cái sản phẩm nào nó giống một cái sản phẩm nào cả. Nó giống như kiểu đất trộn vậy đó. Mỗi sản phẩm là một cái tác phẩm độc bản. Cái bình này cái dáng rất là hay nè, cao thanh, đáy thắt, và nó kiểu nó hơi vuông lên đó chứ không phải là nó tròn. Cổ nó nhỏ lại, nhìn rất là hay. Men rất là đẹp. Kiểu men này là một trong những cái kiểu men rất là hiếm gặp. Đáy nó có truyện ký của nghệ nhân. Cốt dày rất là nặng. Lòng trong nó cũng phủ men rạng luôn. Bình này nó cao 27 năm. Đường kính miệng là 8.8. Phát. Dòng thân là 46 năm. Mã sản phẩm là H22, giá 950.000. Phiên bán hàng của ngày 8 tháng 2. Đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý khách đã theo dõi và ủng hộ. Xin trân trọng kính chào.